quá trình xây dựng nông thôn mới đã mang đến những xung lực và giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, văn hóa làng quê được kế thừa và phát huy, tiếp thu những nhân tố mới. Đó là câu chuyện đang diễn ra ở Hà Nội, nơi ngày càng có nhiều những miền quê đáng sống. Trong xây dựng nông thôn mới, Hà Nội chú trọng yếu tố văn hóa. Song song với đầu tư hạ tầng, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của thành phố chú trọng chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng mô hình làng văn hóa, gia đình văn hóa, chú trọng bảo tồn những nét đẹp của nông thôn cũ như đầu tư bảo tồn di tích, di sản, gìn giữ các phong tục truyền thống. Song song với kiến thiết những nhân tố mới như các câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể thao, cải tạo cảnh quan, môi trường để đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày một nâng cao của người dân. Thành phố đang triển khai đề án nghiên cứu, khảo sát, thực hiện thí điểm mô hình tổ chức hoạt động mới cho nhà văn hóa thôn, xây dựng dự thảo quy chế quản lý hoạt động nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Đây sẽ là bộ khung để xây dựng các phương thức quản lý, tổ chức hoạt động cũng như việc huy động kinh phí, sử dụng nguồn thu, thiết thực nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Hy vọng quá trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục mang đến nhiều đổi thay về đời sống vật chất, tinh thần. Việc khắc phục những bất cập nêu trên sẽ giúp Hà Nội nhân rộng thêm những miền quê đang sống. Thưa quý vị, trong những năm gần đây thì văn hóa không chỉ là bảo tồn để duy trì truyền thống bản sắc của dân tộc mà đã từng bước hỗ trợ trở thành nhân tố tích cực để khai thác du lịch nông nghiệp, trực tiếp đóng góp vào sự phát triển kinh tế của các tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc. Vâng, và nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc như là Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đã có nghị quyết bảo tồn văn hóa gắn với du lịch phát huy hiệu quả, thu hút được lượng lớn khách trong nước và nước ngoài đến đây tham quan. Đây là hướng đi mới nhằm bảo tồn văn hóa và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, qua đó thì thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở các vùng khó khăn, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Với trên 80 nhà sàn truyền thống nằm ven các sườn gò đồi trong thung lũng Mường Bi, quanh bản là những cánh đồng phỉ nhiêu màu mỡ. Đến với bản này, du khách không chỉ được đắm mình trong phong cảnh hoang sơ, mà còn được thưởng thức những ẩm thực, văn hóa của xứ Mường xưa, như lễ khai hạ, lễ xuống đồng, lễ hội cồng chiêng, lễ hội cơm mới, trực tiếp trải nghiệm cùng những làng nghề truyền thống, nhảy múa với các chàng trai cô gái Mường bên bình rượu cần ấm nồng. Tôi thấy cảm thấy ấn tượng, thứ nhất đầu tiên là đó là không khí. Không khí rất trong lành, nó gắn liền với thiên nhiên. Và thứ hai nữa là ở đây đồng bào và bà con ở đây rất là gần gũi. Đan lát này là từ ngày xưa, để lại không mai mốt mà bỏ đi thì là truyền từ đời bố đến đời con là theo cái vẫn phải theo cái nghề đan lát mà giữ lấy cái bản sắc của người Mường, là người Mường cổ và người Mường Bi của chúng tôi. Năm 2014, bản này được công nhận điểm du lịch của địa phương, qua đó góp phần giúp xã Phong Phú, huyện Tân Lạc về đích nông thôn mới từ năm 2015. Hiện thu nhập bình quân của xã Phong Phú đạt khoảng 38 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Số hộ nghèo chỉ còn 5,6%. Thì trên địa bàn nông thôn bây giờ là kết hợp với lại du lịch nông nghiệp. Chúng tôi cũng học tập cái này của đồng bào miền Nam, ở vùng đồng bào sông Cửu Long. Thì chúng tôi thấy là rất là hay. Ví dụ như chương trình lấy giờ vào gia đình người ta là các cái vườn cây ăn quả có thể chụp ảnh được, hay là chương trình homestay là có nghĩa là mình chế biến ăn trong tại nhà đồng bào, và đây có đồng bào dân tộc Mường là chiếm trên 60%, nên là giữ được bản sắc dân tộc rất là tốt. Còn tại tỉnh Sơn La, nếu ai có dịp đến với Mộc Châu một lần đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vùng đất cao nguyên này, từ những cánh đồng chè xanh mướt, cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu cho đến những trang trại bò sữa. Mộc Châu còn được biết đến với du lịch cộng đồng homestay do bà con dân tộc Thái triển khai. Chúng tôi muốn giữ được cái phong tục tập quán và duy trì được cái bản sắc của dân tộc chúng tôi. Và chúng tôi muốn cải thiện và cải tạo lại làm sao để cho nó đúng là một cái du lịch cộng đồng. Tại huyện Mộc Châu, du lịch cộng đồng đã góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế chung của huyện. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, lượng khách đến đây đã đạt khoảng 600.000 lượt, doanh thu xã hội ước đạt gần 600 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2018. Mà các cái giải pháp để mà đạt được các cái tiêu chí mềm
như là sinh kế, như là thu nhập, như đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần, vệ sinh môi trường, an ninh an toàn, trật tự an toàn xã hội và bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống để xây dựng cái miền quê đáng sống, vân vân. Thưa quý vị, không chỉ huyện Mộc Châu của tỉnh Sơn La, huyện Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. Những năm gần đây thì huyện Mường La của tỉnh Sơn La cũng được biết đến là một địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa để phát triển những sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và nông nghiệp của địa phương. Việc tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có kết hợp với các giá trị văn hóa truyền thống đang dần giúp địa phương này thực hiện tốt hơn mục tiêu xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Một trong những điểm đến du lịch thu hút nhiều khách tới tham quan, trải nghiệm trong năm qua tại huyện Mường La là thị trấn Ít Ong, xã Ngọc Chiến và xã Mường Chai. Đến với nơi đây, du khách không những được tham quan các di tích như hang Con Ong, mà còn được trải nghiệm du thuyền trên lòng hồ thủy điện. Em thấy thiên nhiên và thời tiết ở đây là khá là đẹp. Cái thời tiết nó không quá nắng mà cái lúc mà mình được cảm giác được trải nghiệm ở trên thuyền ấy thì nó rất là tuyệt, bởi vì là có sông, có nước, cảm giác cái cuộc sống của nó hòa quyện vào với thiên nhiên. Huyện Mường La, Sơn La được biết đến là nơi có nhiều lễ hội độc đáo. Lễ hội Kiên Khẩu Má Ư, tức là lễ hội mừng cơm mới tại xã Ngọc Chiến, phục dựng lễ hội Pa, lễ hội tạ ơn của dân tộc La Ha, xã Pi Tong. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại xã Trường Công, qua đó góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc các đồng bào dân tộc thiểu số. Khuyến khích, động viên bà con nhân dân khai thác cái giá trị của đồng hồ trên các cái lĩnh vực, ví dụ như là nghỉ ngơi, rồi vui chơi các hoạt động trên đồng hồ, thăm thắng cảnh trên hồ, rồi giao lưu văn hóa văn nghệ với bà con, và đặc biệt là thưởng thức các cái sản phẩm được chế biến từ các sản phẩm nông nghiệp được chăn nuôi tại khu vực đồng hồ thủy điện Sơn La. Năm 2019, huyện Mường La đã thu hút khoảng trên 185.000 lượt khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm. Trong đó lượng khách quốc tế gần 2.000 lượt, với doanh thu ước đạt 16,5 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú, điểm du lịch đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập ổn định, đặc biệt là các mô hình du lịch cộng đồng homestay.